triệu nhanh nhanh quá thì nó mất bớt chất thì có độ nửa tháng như vậy nhỉ. Tôi bảo là nếu mà lúc kia còn bán cái rau đấy rễ, nhưng nếu mà cùng thời điểm này bán cái rau đấy thì còn người ta thích. Cái rau nhà chính ở bên kia thì mua bằng cây rau cơ ca. Ôi rau như rau mà già của ấy kìa. Mua rau em đem mua rau cơ ca. Mua cái béo rồi bán cũng mua vậy. Phải hỏi là em hay cơ ca chứ. Dạ, nó béo mới chặt. Lúc đầu mùa thì nó bán cơ ca thì mình còn cấy. Cái quấy giữa mùa rồi mà còn là bán cơ ca thì nó thật là khó bán. Bà Hoan ấy, bà đấy bị trẻ.